Chào mừng nhà đến với kênh Nguyễn Chí Đạm. Sáng nay lại tiếp tục mấy cái hàng thanh lý mấy anh em ơi. Thì ở đây có mấy cái mỏ lết thanh lý giá rất là rẻ luôn nè. Phải nói là cực kỳ rẻ luôn. Ví dụ cái mỏ lết này nè, 6 inch, giá thanh lý là 40 ngàn nha mấy anh. Cái dòng cái thương hiệu này là nó của công ty xây mắc nó nhập về, anh em hỏi tồn kho lâu á. Thì cái dòng này của mấy Taiwan nè. Thép CRV nha, chrome aluminum nha. Cái dòng này thì giá cực kỳ mềm luôn. Cái 6 mỏ lết 6 inch giá thanh lý 40 ngàn cây. Hàng mới nha, bao bì nó hơi cũ thôi chứ nó là hàng mới đó mấy anh, mới tinh luôn nha. 40 ngàn cây thôi mấy anh em ơi, 6 inch. Còn anh em nào muốn mua cây 10 inch này nè, 70 ngàn cây, rẻ cây không đó. Anh em muốn mua lớn thì quốc cây lớn nha, 70, cây dưới là 40 nha. Hàng thanh lý số lượng có mấy cây thôi à, hồi nước ngoài nó lifetime warranty nè mấy anh nha. Hàng này hàng nhập khẩu chính ngạch á nha, có tem phụ này nó đầy đủ mà do tồn kho lâu thôi, tồn kho lâu rồi đem ra thanh lý thôi nha. Rồi 40 70 ngàn, 40 là 6 inch, 70 ngàn đó là cây 10 inch, 8 inch không có. Ngoài ra mấy nay mình đang sale mấy cái đồ sẵn đây giới thiệu thêm mấy cái đồ mà quật rồ nha, mấy nay đang sale giá cũng đang rất là tốt nha mấy anh đó. Quật rồ thì ở đây nè, dù như một cái bộ, ba cái bộ mỏ lết như này nè, giá có 295 ngàn thôi. Ba cái mỏ lết 295 ngàn nha, cũng là bằng thép CRV luôn. Rồi hoặc là cái kìm lục giác thép S2 nè, 150 ngàn bộ, bi trên bi dưới đó, lục giác. Rồi rồi bây giờ lục giác đầu bi nữa mấy anh, có 145 ngàn thôi, loại dài ha. Cuộc rồi nhìn đẹp lắm. Rồi một cái mẫu nước, khóa mẫu nước ha, kìm mẫu nước. Giá kìm này là 185 ngàn mấy anh, khá rẻ ha, 185 ngàn, khả năng mở lên tới 38 nha, 185 ngàn. Rồi cái nhỏ nè, cái nhỏ giá rẻ hơn, cái nhỏ này thì giá chỉ có 120 ngàn thôi, khả năng mở cái nhỏ này là 25 mm. Rồi một cái tu vít nha, vít này có 70 ngàn thôi, 70 ngàn cây. Vít là 2, 4, 6 đầu nè. Quật rồ nhiều cái hay lắm mấy anh, giá đang sale. Rồi kế tiếp cái một cái bộ dũa này bán cực kỳ nhiều luôn. Đây nè, bộ dũa anh bán tầm khoảng cả 40 bộ đó. Đây là cái dòng dũa sắt heavy duty của quật rồ, của dòng này giá mới nó mắc tiền lắm anh em, mắc tiền lắm. Giờ giá này giá sale là anh em có 225 ngàn thôi nha, 225 ngàn thôi. Nó chỉ sale có mấy mã thôi nha, chứ không có đa, không có hết đâu nha. Hoặc là cái búa đây nè, cái rìu cái cán làm bằng loại gỗ hickory đó mấy anh nha, mà giá cái rìu này nhiêu có 180 ngàn thôi. Nó có cái đầu bao cái rìu lên nữa nè, đẹp lắm nha, không đó. Đây làm trước mình có giới thiệu rồi, hôm nay sẵn đây giới thiệu lại cho mấy anh luôn. Bật ngoài cầu này đó, đây nè, đẹp cái không, 125 LB, trọng lượng nặng khoảng cỡ 567 gram á mấy anh. Thôi cái búa cái rìu này mà giá có 180 ngàn thôi, mịn giá mịn cực kỳ. Rồi bột rồ còn thêm đây, cái hộp này anh em mua không mua là tiếc nè đó. Hộp lưỡi dao mà giá có 65 ngàn thôi mấy anh, lưỡi dao 13 cái lưỡi một cái thân, giá 65 ngàn hộp, giá cực kỳ mịn luôn. Rồi cái búa, ai cái búa cao su hai đầu này nè, trời ơi, búa này có 100 ngàn mà nó đẹp tuyệt vời luôn. Cái cán nhìn đây, cái cán nè, cầm vô là im ru bà rù luôn ha, mà giá như có 100 ngàn cái thôi, hai đầu nha. Bộ cao su này xịn á, hai đầu. Ok, đó là mấy hàng con quật rồ đang sale nè đó. Quật rồ đang sale mình để riêng ở đây, còn nếu quật rồ anh em mua không sale thì nằm ở đây nè đó. Quật rồ chắc cuối tháng này là nó sẽ nhiều nữa nha em anh, nhiều nữa. Rồi ok, ngoài ra thì cái dòng xe mắc hôm qua mình làm cái video anh em sale đó, mấy hàng sale xe mắc đó bán chạy nhất là cái kìm này, kìm cắt tuốt dây điện nè, giá có nhiều, có 145 ngàn thôi ha. Anh em nào mua, tranh thủ mua dòng này nha, bán chạy lắm, qua giờ bán khoảng mấy chục cây đó, 145 ngàn kìm này. Cái sản phẩm thứ hai nữa đó là cái kìm tuốt dây điện này đó, món quà giá nhiều có 78 ngàn thôi, kìm tuốt dây điện món quà 78 ngàn. Dòng sản phẩm bán chạy nữa là cái dòng này kìm mở phe của xe mắc, giá 75 ngàn mấy anh, rẻ không
kìa, mở pha xe mắt giá 75.000, tuyệt vời luôn đó, 75k thôi. Rồi ngoài ra thì có những cái đầu mở độc dầu nè, hai đầu mở độc dầu, mấy hàng này thằng thanh lý nó hơi cũ cũ xíu nha, bao bì cũ thôi, 70.000 cái nè, này lớn hơn xíu nè, 80.000 nè nha. Rồi kìm hai lỗ ha, kìm hai lỗ trơn nè, nhỏ là 60.000 nè, tí là 50.000 nè, rẻ cái không. Rồi cái bộ này màu vít này 135.000, nó sẽ có những cái đầu socket nè, cái này nó vòng một với đầu vít, đầu ở đây là đầu mồng tư nè, socket mồng tư nha, 5 6 7 8 9 10 1 2 3. Rồi cái đầu vít đây đó mà giá có 135.000 thôi. À, anh em mua này về là thấy rẻ rồi đó. Rồi liềm 35.000 cái, cưa 35.000 cái nha, rẻ lắm. Rồi con dao cọc mica 35.000 luôn. Rồi búa thanh lý 40.000, búa cao su thanh lý 40.000, búa cao su hai đầu thanh lý 60.000, cái búa này nhỏ hơn cái hàng quật rồ nha, 60.000 thôi. Rồi những cái búa nè, búa cán sắt mà anh 70, lớn hơn xíu là 80, to hơn nữa 95.000, đóng đinh đóng vào nhỏ đinh đó, mấy hàng thanh lý của Smart qua đó anh, giá rất là tuyệt vời luôn ha. Mấy anh em mua cũng rất là nhiều, nói chung là anh em đang có nhu cầu thì mình có thể ghé mình coi, được thì mình lấy thôi nha. Đó quật rồ thì ở đây ha, hôm qua thì về lại thì mấy cái đồ bằng chải ô tô này mình giới thiệu rồi nè mấy anh, 35.000 cái bằng chải lớp bánh xe, ở 30.000 cái chà, cọ ga lăng 30.000 cái ha. Rồi đệm 3D nha, mấy tấm đệm 3D này về rồi nè, mềm lắm ha, đệm rồi nè, giá có 110.000 tấm thôi. Rồi khăn ô tô ha, 12.000, 18.000, 30, 30, 30, 60. Rồi có đầy đủ hết rồi. Rồi thôi, hồi sáng giới thiệu anh em mấy hàng thanh lý nha. Anh em đang nhu cầu mua thì liên hệ cho mình, định làm mình định gom lên hết mấy cái dòng mà mấy nay sale đó, làm một cái video mà thôi đặt sẵn đặt nằm dưới đây nè, lên sóng cho anh em luôn. Anh em đang có thì mình chạy qua mình mua nha, nhắc lại thôi. Nhắc lại để cho nó hết đi ha. Rồi cảm ơn, xin chào, hẹn gặp lại.